Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin nhanh 9 giờ. Trước tình trạng liên tiếp trong những ngày vừa qua, tình trạng sạt lở tại khu vực Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành khẩn trương kiểm tra chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn dân cư, an toàn hồ đập, sạt lở, sụt lún đất, nhất là ở Lâm Đồng và Đắk Nông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập, gây thiệt hại cho nhân dân và nhà nước. Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương và Xây dựng, khẩn trương kiểm tra chỉ đạo công tác phòng ngừa khắc phục thiên tai tại khu vực Tây Nguyên, đồng thời cử chuyên gia hỗ trợ các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông nghiên cứu đánh giá về mức độ an toàn của các hồ đập Đông Thanh, Đắk Nờ Tinh để có biện pháp xử lý an toàn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Thanh Khê tiến hành bắt giữ một nam nhân viên làm việc tại một quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành là nghi phạm gây ra vụ đâm người dẫn đến tử vong. Nghi phạm là Lê Ân, 29 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, nhân viên của quán karaoke. Theo điều tra, Ân và bị hại là Huỳnh Đình Văn, chú quận Liên Triều có quen biết từ trước. Vào sáng cùng ngày, Ân đến quán karaoke nói trên để làm việc, thì gặp Văn đi hát cùng nhóm bạn khoảng 5 người. Do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền hát, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Ân đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến Văn tử vong. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố và Công an quận Thanh Khê đã có mặt khám nghiệm hiện trường và bắt giữ Lê Ân. Tại tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 250 gram heroin, 45 viên ma túy tổng hợp. 2 đối tượng bị bắt giữ là Tần A Giao và Tần A Chản, cùng chú xã Tả Phìn, huyện Sinh Hồ, tỉnh Lai Châu. Số ma túy trên là heroin và ma túy tổng hợp được mua của một đối tượng không rõ danh tính, mang về với mục đích bán lẻ, kiếm lời và sử dụng. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị tổ mật phục đón lõng khống chế bắt giữ. Thưa quý vị, do ảnh hưởng từ đợt mưa lớn kéo dài thì những ngày vừa qua kéo theo lũ quét và sạt lở đất đã gây ra rất nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên. Thiên tai đã khiến ít nhất 5 người mất tích và hàng trăm ngôi nhà bị ngập trong nước, hư hỏng, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ gia đình. Cụ thể, tình hình mưa lũ kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên khiến 2 người dân ở huyện Đắk Cơ Long, tỉnh Đắk Nông bị lũ cuốn trôi. Hiện 1 người mất tích vẫn chưa tìm thấy. Đặc biệt, tàu cá của hộ ngư dân trên địa bàn phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh mất tích 2 ngày nay đã được tìm thấy, nhưng vẫn chưa tìm thấy 3 người trên tàu. Mưa lũ cũng khiến khoảng 100 ngôi nhà bị hư hỏng và gần 300 ngôi nhà bị ngập, trong đó chủ yếu là các tỉnh Tây Nguyên. Đặc biệt, có gần 8.880 ha lúa hoa màu ở các tỉnh bị ngập úng, thiệt hại. Gần 175 ha ao hồ bị tràn. Cùng đó, ở các tỉnh miền núi phía Bắc, mưa lũ gây sạt lở 8.400 mét khối đất đá đường giao thông nông thôn và một số cầu dân sinh, cống thoát nước bị hư hỏng cuốn trôi. Theo ghi nhận tại một số địa phương như tại Hà Nội, tính đến 12 giờ trưa ngày 5 tháng 8, các ô tô bị mắc kẹt tại thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn đã được giải cứu thành công. Biển cảnh báo đã được cắm dưới chân dốc, yêu cầu người dân không đi qua khu vực này. Trong khi đó, khoảng 11 giờ 25 phút trưa ngày 5 tháng 8 đã xảy ra một vụ cây xanh gãy đổ, đè lên xe buýt trên phố Tăng Bạc Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trên địa bàn thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá làm chia cắt tạm thời đường giao thông và ảnh hưởng đến nhiều hộ dân tại địa phương. Mưa lớn những ngày qua đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông xảy ra nhiều vị trí sạt lở, nứt lún nguy hiểm. Để cảnh báo cho người tham gia giao thông đảm bảo an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực phong tỏa để kịp thời nắm bắt, phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở, đồng thời kịp thời làm công tác cứu nạn cứu hộ nếu có sự cố xảy ra trên tuyến. Còn chính quyền địa phương di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an đã có công điện về việc tập trung ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập tại các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo đó, Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an yêu cầu Ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công an các đơn vị địa phương tập trung tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai. Trọng tâm là công điện số 691, công điện số 725 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó tập trung làm tốt công tác 4 tại chỗ, giúp nhân dân kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả sau thiên tai, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau thiên tai, đặc biệt là trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2023. Và thưa quý vị, chiếc thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử này đã trở thành vật bất ly thân của người dân, bởi đó không chỉ cung cấp các thông tin cần thiết về nhân thân mà còn phục vụ hiệu quả cho người dân trong các dịch vụ xã hội khác. Và sau hơn một năm triển khai thì đến nay 100% các cơ sở y tế tại thành phố Đà Nẵng đã khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân có gắn chip. Người dân cũng đã hình thành thói quen sử dụng căn cước công dân hoặc là ứng dụng VNEID thay thế cho bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh. Điều này đã tạo nên sự đồng bộ và thay đổi tích cực trong cải cách hành chính đối với lĩnh vực y tế. Gần một năm nay, từ khi có căn cước công dân gắn chip, chị Nhân gần như không còn dùng đến thẻ bảo hiểm y tế. Khi đi khám bệnh, chị chỉ mang theo căn cước công dân. Mọi thủ tục được hoàn thành nhanh chóng, tiện lợi hơn rất nhiều. Hôm nay đi khám thì tôi không mang theo bảo hiểm y tế, và đây là nhiều lần và tôi đều là chỉ cầm căn cước công dân theo. Việc này rất là thuận tiện, bởi vì cái bảo hiểm y tế giấy trước đây thì nó đã cũ rồi. Tôi chỉ cần cầm cái căn cước theo và trong căn cước đã có tích hợp và bảo hiểm y tế, nên rất là thuận tiện cho tôi. Khi sử dụng căn cước công dân trong khám chữa bệnh, người dân sẽ không phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế giấy và không phải làm thủ tục xin cấp lại trong trường hợp mất hoặc thẻ rách, hỏng, hết hạn. Thấy được những tiện ích đó, người dân đã dần hình thành thói quen dùng căn cước công dân để làm thủ tục tại cơ sở y tế. Đối với những người đã kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 thì cũng đã quen với việc dùng ứng dụng VNEID mà không cần phải mang theo bất cứ giấy tờ gì. Bây giờ là có thêm VNEID mà ở trên cái app điện tử nữa ấy, thì đôi khi là mình thực chất là mình chỉ cần đem một cái điện thoại thôi thì mình cũng đã có thể sử dụng bảo hiểm y tế được rồi. Thì hiện tại thì ví dụ như cá nhân em thì cứ định kỳ là tầm 3 đến 6 tháng thì em sẽ đi khám tổng quát một lần. Thì lúc đó thì mình chỉ cần đưa điện thoại, hoặc là hôm nào mà em nói đem căn cước công dân thì em cũng chỉ cần đưa cái đó trực tiếp cho quầy thu ngân thôi thì họ đã làm việc hết được rồi. Việc sử dụng căn cước công dân để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà đối với các cơ sở y tế cũng tinh gọn hơn, nhanh chóng hơn trong thực hiện quy trình khám chữa bệnh. Khám bằng căn cước công dân thì rất tiện lợi cho bệnh viện. Tại vì bệnh viện chỉ cần kiểm tra cổng bảo hiểm y tế thì sau đấy trả căn cước công dân lại cho bệnh nhân thì rất là tiện. Hai nữa là về quản lý, về thủ tục hành chính cũng bớt rườm ra, và không phải mang cái thẻ giấy hay là một cái VSSID để gọi tới bệnh nhân. Hiện nay hầu như là bệnh nhân là thường cũng có thói quen và có xu hướng là sử dụng căn cước công dân trong quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tuy nhiên vẫn còn một số bệnh nhân là vẫn còn giữ thói quen cũ và dùng căn cước công dân bảo hiểm y tế giấy. Vì vậy trong quá trình tiếp đón, nhân viên y tế thường tuyên truyền hướng dẫn bệnh nhân sử dụng căn cước công dân cho những lần khám sau. Để nâng cao tỷ lệ sử dụng căn cước công dân trong hoạt động khám chữa bệnh, các cơ sở y tế cũng đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân. Đồng thời, việc kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 cũng đang được công an các địa phương đẩy mạnh thực hiện để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh và hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý, chiều ngày 5 tháng 8 tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời một số nội dung các cơ quan báo chí truyền thông quan tâm. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, ngày 15 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Cao Trí, hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần An Đông hay còn gọi là vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra phát hiện Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn đầu tư với Nguyễn Cao Trí. Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Trí số tiền là hơn 40 triệu đô la Mỹ để mua bán dự án kinh doanh. Khi Lan bị bắt, Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc Lan chuyển tiền cho Trí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ do Vũ Chí Hữu, nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng thực hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố bắt tạm giam Trần Văn Trương, nhân viên ban nghiệp vụ cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Địa chính, Cục Đăng ký Đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trần Văn Trương được xác định đã nhiều lần đưa hối lộ cho Vũ Chí Hữu để làm thay đổi kết quả đo vẽ, cập nhật hồ sơ địa chính ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Liên quan tới vụ án trên, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố Lê Văn Sáng và Đỗ Ngọc Châu, cả hai nguyên là trưởng ban và phó trưởng ban nghiệp vụ cơ sở dữ liệu, Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Địa chính thuộc Cục Đăng ký Đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hành vi nhận hối lộ. Nay hai bị can này đã bị khởi tố bổ sung thêm tội giả mạo trong công tác. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm cũng đã khởi tố bắt tạm giam Lương Công Vũ, nguyên là cán bộ địa chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm về hành vi nhận hối lộ. Tạ Duy Phước, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bắt tạm giam về hành vi giả mạo trong công tác.